Xin chào các bạn, ở video hôm nay thì mình xin chia sẻ cùng các bạn cách tạo tài khoản Google hay còn gọi là Search Play ấy. Ở đây để tạo được tài khoản thì nó cũng khá là đơn giản thôi, nhưng mà cũng có rất là nhiều bạn chưa biết cách tạo. Thì để chia sẻ cùng mọi người thì ở video này các bạn nhớ ai chưa biết tạo thì các bạn cùng theo dõi mình để tạo thành công một cái tài khoản Google hay còn gọi là tài khoản Search Play. Thì mình tải ứng dụng trên Search Play mọi người nhé. Trước tiên để tạo được thì các bạn sẽ truy cập cho mình vào Google Chrome nhé, và mình sẽ làm theo từng bước. Khi các bạn mới vào thì yêu cầu mình chấp nhận và tiếp tục thôi. Ở đây thì thêm tài khoản các bạn chưa có đâu thì các bạn ấn không, cảm ơn. Rồi nó ra như này, ở đây nó có chỗ đăng nhập này, các bạn ấn vào đăng nhập cho mình. Ở đây tất nhiên là mình chưa có đăng nhập rồi thì mình sẽ ấn vào là tạo tài khoản này. Đó, các bạn thấy chưa, tạo tài khoản. Ở đây nó sẽ có 3 mục hiển thị lên, nó là dành cho mục đích cá nhân của tôi này, dành cho con tôi này, và dành cho công việc của doanh nghiệp. Thì mình tạo cá nhân, các bạn sẽ sử dụng đó là dành cho mục đích cá nhân của tôi này. Rồi nó hiển thị ra một cái bảng như thế này, thì ở đây các bạn sẽ ghi họ, tên với lại các thứ của mình vào. Các bạn tên gì mình ghi vào thôi. Trong bên dưới này, tên người dùng này, thì nó hiển thị cho mình một cái gợi ý, nếu các bạn thích các bạn có thể lấy luôn cái gợi ý này, còn không thì các bạn có thể lấy một cái tên gì đấy theo sở thích của các bạn có thể xóa cái này đi. Đó, các bạn xuống bên dưới này thấy có một cái là RIC-C06350 này, đó, có cái này nhưng mà mình không thích thì mình có thể tạo một cái theo ý của mình. Rồi, tạo xong như thế này rồi thì các bạn kéo sang bên dưới này, ở đây sẽ có chỗ để cho các bạn đó là nhập mật khẩu nhé. Nhập mật khẩu thì có dòng trên và dòng dưới, các bạn nhập hai cái như nhau. Từ 8 ký tự trở lên các bạn nhé. Ở đây các bạn ấn cái chỗ hiện mật khẩu này lên để các bạn nhìn cái mật khẩu của mình trên dưới là đúng chưa này. Không là các bạn ấn cho mình tiếp theo nhá. Ấn tiếp theo này. Bây giờ ở đây nó sẽ cho các bạn một cái bước nữa, thì mình sẽ phải cho cái số điện thoại của mình vào nhá. Thì cái bước này nó cũng rất là quan trọng, tại vì mình cho số điện thoại của mình vào là để xác minh cái tài khoản của mình, cũng như là để sau mình chẳng may mình quên cái tài khoản hoặc quên mật khẩu thì mình có thể dùng cái số điện thoại này để mình lấy lại cái tài khoản của mình các bạn nhé. Đây mình sẽ cho số điện thoại của mình vào. Khi cho xong số điện thoại vào rồi thì các bạn ấn tiếp theo nhé. Ở đây nó sẽ gửi một cái mã đến cái số điện thoại của các bạn nhé. Khi có mã rồi mình sẽ cho vào nhé. Các bạn lưu ý là nếu mà các bạn không cho số điện thoại vào ấy, thì các bạn vẫn có thể tạo được cái tài khoản Google này, nhưng mà nó chỉ được một thời gian ngắn thôi. Cái tài khoản này nó sẽ bị xóa các bạn nhé, vì nó sẽ tính vào spam ấy, mình không có cái gì để xác minh cho nó. Rồi, khi xong thì mình sẽ ấn là xác minh các bạn nhé. Tiếp theo bước nữa xuống bên dưới, nó là nó yêu cầu các bạn cho cái địa chỉ email khôi phục này, cái này thì không cần thiết nhé. Rồi, xuống nữa là các bạn chọn ngày tháng năm sinh này. Rồi, như thế này, và các bạn chọn giới tính của mình này, bên dưới à. Khi xong rồi thì các bạn ấn là tiếp theo nhá. Ok, như vậy là mình đã tạo gần xong rồi. Ở đây các bạn ấn tôi đồng ý thôi. Mình sẽ kéo lên, đó, ấn tôi đồng ý tiếp. Đó, như vậy là mình đã tạo xong cái tài khoản Google của mình rồi. Nếu các bạn muốn lưu vào cái mật khẩu, các bạn lưu, các bạn không lưu thì thôi. Mình sẽ lưu vào để lần sau mình tải cái gì đấy mình tải cho dễ. Rồi tiếp theo xong rồi thì mình sẽ làm một bước nữa, là mình sẽ cài cái bảo mật cho nó trước các bạn nhé. Cài bảo mật này. Đó. Ấn đây các bạn xuống quản lý tài khoản Google của bạn này. Rồi ở đây các bạn chuyển sang cái chỗ là bảo mật này. Đó, trong này thì các bạn kéo xuống. Kéo xuống và các bạn cho cái số điện thoại của các bạn vào để lần sau các bạn có thể sử dụng cái số điện thoại của mình để đăng nhập, đỡ phải ấn cái tên tài khoản Gmail nhé. Xong tiếp nữa là các bạn vào cái bước là xác minh hai bước cho mình nhé. Ở đây mình ấn vào và mình sẽ kéo xuống bên dưới này và mình ấn bắt đầu để mình xác minh hai bước nhé các bạn nhé. Để trong may mình quên ấy, thì mình sẽ lấy lại nhé. Đó, đây nó có cái số của mình lúc mình cho rồi thì xuống vào đây nó sẽ nhận một cái tin nhắn văn bản nhé. Còn nếu các bạn chưa có số đây, các bạn đánh cái số vào đây nhé. Đánh cái số điện thoại của các bạn vào, các bạn nhớ chọn đầu cộng 84 của Việt Nam nhé. Xong rồi mình ấn tiếp theo này. Nó sẽ gửi cho các bạn một cái mã xác minh nữa, thì các bạn chờ nó gửi tới khoảng vài giây thôi. Đó, của mình có rồi. Rồi ấn xong rồi thì các bạn vào đây và ấn tiếp theo nhé. Đó, đang xác thực mã pin này. Đó, như vậy của mình là đã xong rồi. Thì mình ấn bật lên thôi. Đó, của mình đã xác minh xong, nó cái số điện thoại mình đã cho vào, nó xác minh cái tài khoản Google cho mình rồi. Như vậy là xong rồi, bây giờ mình sẽ quay ra và bắt đầu mình sẽ đăng nhập vào cửa hàng Search Play thì mình tải các cái ứng dụng thôi.
tài khoản của mình vừa mới tạo xong thì các bạn ấn tiếp theo nhé. Rồi các bạn nhập mật khẩu của mình vào. Nếu đúng rồi các bạn ấn tiếp theo để cho nó đăng nhập vào. Đó, đây nó bắt đầu sẽ hiển thị cái bước là xác minh hai bước này. Các bạn chờ nó sẽ gửi một cái mã đến cái số điện thoại của mình vừa mới tạo ấy. Mình vừa mới làm để xác minh ấy thì như thế là mình ok rồi các bạn nhé. Rồi mình tạo như này thì cái tài khoản Google của mình nó sẽ không bị spam các bạn nhé. Xong rồi các bạn ấn tôi đồng ý này. Rồi, tôi đồng ý tiếp. Xong rồi các bạn ấn tôi đồng ý này. Rồi, tôi đồng ý tiếp. Đây nó đang đăng nhập vào đó các bạn nhé, các bạn kéo lên và chấp nhận này. Đó, bây giờ nó sẽ đăng nhập vào cái cửa hàng Set Play rồi. Đó, cái cách tạo này thì nó cũng khá là đơn giản thôi, nên là ai chưa biết cách tạo thì các bạn nhớ theo dõi kỹ video để cùng tạo với mình các bạn nhé. Ở đây thì mình có thể tải thôi, ví dụ như các bạn tải Zalo này, hoặc là những cái app ngân hàng là những trò chơi các bạn tải trên Set Play về thôi. Đó, ví dụ như Zalo này. Đây, mình ấn cài đặt thôi là bắt đầu nó sẽ tiến hành cài đặt về cho mình rồi. Đó, như vậy là mình đã tạo xong cái tài khoản Google hay còn gọi là tài khoản Gmail cũng như là tài khoản Set Play rồi cho những chiếc điện thoại Android các bạn nhớ theo dõi của mình nhé. Đây thì mình có thể đăng nhập vào Gmail nữa này. Đưa tới Gmail này. Đó. Đấy, hiểu. Đây cái Gmail của mình nó sau đây nó sẽ có một cái email xác minh cho mình đây này. Đó. Là mình đã bật tính năng xác minh hai bước xong rồi, các thứ xong hết rồi. Bảo mật xong rồi. Đó, như vậy là mình có thể sử dụng cái mail này để tạo kênh YouTube này, dùng để tải ứng dụng cho Set Play này, hoặc là dùng để gửi mail các kiểu đó, để đăng nhập vào các cái dịch vụ của Google. Như vậy là ok rồi. Thì video mình chia sẻ của các bạn cách tạo tài khoản Set Play đến đây thì đã kết thúc rồi. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nếu các bạn thấy video hữu ích đừng quên like, đăng ký kênh và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh mình càng ngày càng phát triển hơn nhé các bạn. Mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo.